Pháp tiến hành điều tra phần mềm gián điệp theo dõi Pegasus. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho hay, chúng tôi đang trong quá trình điều tra và không loại trừ cả thiết bị cá nhân của tôi. Hãng Reuters đưa tin, phát biểu trên đài phát thanh France Inter, ngày 30 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết điện thoại của ông đang được điều tra để xác minh xem liệu nó có bị ảnh hưởng bởi phần mềm gián điệp Pegasus hay không. Tuy nhiên, ông này từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra. Theo điều tra của 17 tổ chức truyền thông, phần mềm Pegasus, một sản phẩm do tập đoàn NSO của Israel phát triển, được sử dụng trong các vụ tấn công nhằm vào điện thoại thông minh của các nhà báo, giới chức chính phủ và các hoạt động nhân quyền trên khắp thế giới. Trước đó, tổ chức báo chí phi lợi nhuận Forbidden Story có trụ sở tại Paris ngày 20 tháng 7 cho biết các số điện thoại của Tổng thống Emmanuel Macron và nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Pháp nằm trong số các mục tiêu tiềm năng của phần mềm theo dõi Pegasus do công ty NSO của Israel phát triển. Phát biểu trên truyền hình LCI, người đứng đầu Forbidden Story, bà Laurence Richard cho biết, chúng tôi đã phát hiện ra một số điện thoại này, nhưng không thể phân tích kỹ thuật liên quan đến số điện thoại của ông Macron để xác định liệu ông có bị ảnh hưởng của phần mềm theo dõi này hay không. Phản ứng về thông tin trên, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, nếu đúng là Tổng thống đã bị nghe lén, việc này rất là nghiêm trọng. Đây là bản tin Sức mạnh công nghệ do Mark Tham Vọng thực hiện.